Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tech Mag. Hôm nay là Tech Daily số ngày 11 tháng 3. Như đã biết thì vụ bê bối tham nhũng của tập đoàn Samsung đã trở thành một trong những vụ việc tai tiếng nhất trong lịch sử Hàn Quốc vài chục năm trở lại đây. Hệ lụy của sự việc này lớn đến mức mà Phó Chủ tịch Samsung đã chính thức bị bắt giam. Cùng với đó là Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng đã phải đối mặt với các cái cáo buộc sai phạm nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, khiến cho dư luận cả nước sôi sục. Theo Reuters thì bà Park, 65 tuổi, bị buộc tội thông đồng với cả người bạn là Choi Song-sin và là một cựu cố vấn tổng thống. Cả hai đều đang bị xét xử. Bà Park cùng với hai người này thì đã gây áp lực cho các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc để họ có những cái khoản đóng góp cho hai quỹ được thiết lập nhằm chống lưng cho các cái sáng kiến chính trị của bà. Theo đó thì trong một cái diễn biến mới nhất tại phiên tòa, Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc đã phê chuẩn các cái cáo buộc từ Viện Kiểm soát với bà Park và chính thức ra quyết định bãi nhiệm chức tổng thống vì những cái sai phạm trên. Như vậy thì bà Park Geun-hye đã trở thành tổng thống dân cử đầu tiên của Hàn Quốc bị bãi nhiệm. Phát biểu tại tòa, chủ tịch vị tòa án Lee Jung-mi đã cho biết rằng các cái hành động của bà Park đã phản bội niềm tin của mọi người và vi phạm nghiêm trọng luật pháp, không thể tha thứ được cho cái hành động này. Tuy nhiên thì bà Park đã phủ nhận toàn bộ sai phạm của mình tại phiên tòa diễn ra vào ngày 10 tháng 3 vừa qua. Theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, một cuộc bầu cử tổng thống của Hàn Quốc sẽ được tiến hành trong 60 ngày kể từ khi tổng thống cũ chấm dứt nhiệm vụ của mình. Trong thời gian này thì thủ tướng Hwang Kyo-jan đã được bầu làm quyền tổng thống và sẽ giữ vị trí này cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử mới. Hành động phế truất quyền tổng thống của bà Park Geun-hye đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình của hàng ngàn người trong nhiều tuần qua. Không chỉ là những người muốn bà Park từ chức mà còn là những cuộc biểu tình của những người ủng hộ bà Park kêu gọi để bà tiếp tục vị trí quyền lực của mình. Một tin vui cho những tín đồ Apple đó là iPhone mới sẽ sớm được hỗ trợ công nghệ 4K cùng với thực tế ảo. Từ trên nay thì các con chip di động của Apple thường trung thành với việc tích hợp nhân đồ họa là Power VR của hãng Imagination Technology. Điều này đồng nghĩa với việc các con chip trong tương lai của Apple sẽ được thừa hưởng những thành tựu mới từ việc cải tiến đồ họa đến từ những hãng này. Theo đó thì trong một tuyên bố mới nhất, Imagination Technology vừa trình làng thế hệ nhân đồ họa Power VR mới mang tên là Furion. Đây được xem là một bước tiến đáng kể nhất của công ty có trụ sở tại Anh kể từ thế hệ nhân đồ họa Roger mà họ đã trình làng từ năm 2010 cho đến nay. Được biết thì với kiến trúc xử lý mới, nhân đồ họa Furion sẽ giúp gia tăng đáng kể khả năng xử lý chip đồ họa, cụ thể là so với GPU là 7XT Plus có kích thước và xung nhịp tương tự trên kiến trúc Roger. GPU 8XT mới theo kiến trúc Furion sẽ có hiệu suất chơi game tăng đến 70% đến 90%. Ngoài ra thì Furion cũng có thể mở rộng tới 60 cluster cụm đồ họa, trong khi Roger chỉ mở rộng được đến 12 cluster. Apple luôn được biết đến là một công ty luôn tích hợp những công nghệ xử lý đồ họa mới nhất của Power VR vào con chip xử lý của họ. Do đó thì nhiều chuyên gia công nghệ đã tỏ ra chắc chắn rằng thế hệ iPhone mới hoặc các loại thiết bị mới của công ty sẽ được thừa hưởng kiến trúc đồ họa mạnh mẽ này, tức khả năng hỗ trợ trình diễn đồ họa lên đến 4K cùng với việc chơi game có độ phân giải cao hơn. Bên cạnh đó thì nhân đồ họa Furion cũng sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cả hai công nghệ thực tế ảo là AR và VR. Dĩ nhiên là cần thêm cả sự hỗ trợ của AI nữa. Tuy nhiên, cần biết rằng cái kiến trúc Furion này sẽ chỉ xuất hiện vào những cái thiết bị di động từ năm 2018 mà thôi. Do đó thì chúng ta sẽ vẫn chưa thể nhìn thấy nó xuất hiện trên iPhone 8 dự kiến sẽ trình làng vào cuối năm nay. Năm 2016 đã khép lại với một vụ xâm nhập vào các hệ thống thông tin an ninh sân bay tại hai sân bay lớn nhất nước ta, đó là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Dư âm của những vụ việc gây chấn động này còn chưa dứt thì mới đây chúng ta lại được chứng kiến một vụ xâm nhập khác cũng nhằm vào sân bay lớn tại miền Nam nước ta. Tuy nhiên lần này có vẻ như là kẻ xâm nhập đã có phần tử tế hơn một chút. Cụ thể thì sự việc được ghi nhận bắt đầu từ 20 giờ 45 phút ngày 8 tháng 3. Trang web của sân bay Tân Sơn Nhất tại địa chỉ là tansonnhatairport.vn bất ngờ không thể truy cập được. Sau khi tấn công, tin tặc để lại lời nhắn cảnh cáo về tình trạng website có nhiều lỗ hổng chưa được khắc phục và để lại địa chỉ mail của bản thân trên đó. Đến chiều ngày 9 tháng 3, tới lượt website của cảng hàng không Rạch Giá bị tấn công, thay đổi giao diện display. Một số website khác như của cảng hàng không Tuy Hòa, cảng hàng không Côn Đảo cũng đang tạm ngừng hoạt động. Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch PKAV đã khẳng định rằng các cái đợt tấn công mới có bản chất khác hoàn toàn với sự cố an ninh thông tin tại sân bay hồi đầu năm 2016, bởi các vụ tấn công này đều có hình thức giống nhau là khai thác lỗ hổng web và việc vá những lỗ hổng này là tương đối đơn giản. Hiện tại theo ghi nhận mới nhất thì website của sân bay Tân Sơn Nhất, các website khác bị tấn công đã được phục hồi và hoạt động trở lại bình thường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tech Daily ngày 11 tháng 3 ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.